nhiệt độ cao, khoảng 700 đến 750 độ, và trong môi trường không oxy, cho nên làm sạch, rất sạch cái bề mặt mà không phải sử dụng các hóa chất. Thứ hai là hợp kim nhôm kẽm thì nó bao gồm lớp phủ thì bao gồm là nhôm, kẽm và silicon, thì đây là những cái vật liệu